Cùng với việc chăm sóc lúa và hoa màu, hiện nay bà con nông dân huyện Bắc Quang đang tích cực đẩy mạnh việc chăm sóc chè để có vụ chè đạt năng suất, chất lượng cao. Bắc Quang là địa phương có diện tích trồng chè lớn của tỉnh. Toàn huyện hiện có trên 5.100 hecta chè, diện tích đang cho thu hoạch trên 4.700 hecta. Nhờ đẩy mạnh trồng cải tạo, đến nay Bắc Quang đã hình thành được nhiều vùng nguyên liệu chè tập trung có diện tích từ 20 đến 30 hecta cho năng suất cao tại các xã Hùng An, Vĩnh Hảo, thị trấn Vĩnh Tuy các vùng chè san tuyết, chè cổ thụ có chất lượng tốt tại Tân Lập, Tân Thành, Đức Xuân, góp phần tạo nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng cho các cơ sở chế biến chè. Trong năm 2022, sản lượng chè búp tươi ước đạt gần 25.000 tấn. Để tăng năng suất, chất lượng cũng như giá thành sản phẩm chè, huyện đã thực hiện nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân cải tạo vườn chè, hướng đến sản xuất theo quy trình việt gáp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện nay, thời tiết mưa ẩm thuận lợi cho việc chăm sóc chè, các hộ dân tổ vùng trọng điểm chè đang để mạnh chăm sóc làm cỏ bón phân phòng trừ sâu bệnh cho cây trẻ để có năng suất và sản lượng cao